vui gì đâu luôn trời. Trời ơi, người yêu em ngày xưa nè, bồ cũ. Trời ơi, anh đi, anh thương em đã, giờ anh đi lấy người ta hết chưa? Làm gì cũng còn tình nghĩa, tình cảm với nhau, đến uống trà tắc này nọ, anh trốn mấy năm nay luôn á. Em bán 3 năm anh không bao giờ quay mặt lại nhìn em. Thấy chưa? Chị em mình không à, vợ nhỏ vợ lớn không mà em cứ kỳ quá, em cứ nhéo hoài vậy. Cười. Tình yêu mình không à, đừng bỏ em nha. Này mua về cho con mình á hả? Trời ơi, dù gì đi chăng nữa hai vợ chồng mình cũng còn tình nghĩa tình cảm với nhau chứ. Còn em vợ nhỏ này cũng không sao đâu, vui vẻ nha. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đến với kênh TT Vlog hôm nay. TT sẽ làm món ớt sa tế theo kiểu Thái Lan. Vì biết sao, ngày xưa thì ở bên Thái thì thấy người ta làm ớt sa tế mọi người nó ngon và hương vị nó thơm đậm đà lắm. Thì bữa nay là thi làm 20kg ớt nha. Thì cái ớt sa tế này á thì mọi người nhìn nè, nó đậm đà như vậy nè. Nãy giờ mà cái chòm sớm của Thi nghe cái mùi ớt không là người ta rất là hấp dẫn luôn. Rồi nha mọi người nha, một hũ này là 1kg. Thì cho nên á thì sẽ múc vô cho tất cả anh chị em xem nha. Ớt sa tế này tất cả anh chị em có thể là nêm nếm tất cả những món ăn, làm cho hương vị mọi người ngon hơn. Làm trực tiếp tại nhà, xào tại nhà, nấu tại nhà, mua ớt về lặt tại nhà. Đó, pha chế theo cách Thái Lan cho nên là cái hũ ớt sa tế mọi người nhìn nè. Mọi người ăn thử đi, ớt sa tế của Thi không bao giờ thất vọng. Những anh chị em nào mà trộn bánh tráng trộn hoặc là giống như là kho thịt, kho cá, ăn hủ tiếu, bún riêu này nọ đó, thì Thi nhận order ship các tỉnh cho tất cả anh chị em. Khi mua hàng nhớ nha, thương hiệu của Thi. Mọi người nhớ nha, đây là bí quyết. Ớt không phải mua về là mình lặt rồi mình xay luôn đâu. Phải luộc cho chín là phải nêm nếm lại. Để sao, để gì cho để được lâu. Chứ không phải là mua về cái bắt đầu cái lặt ra cái rửa sạch cái đem đi làm liền, không được nha. Vì ớt mà mua về mà làm liền luôn á thì nó sẽ hôi chua và nó bị mốc nhanh lắm. Cho nên là về là phải làm cho kỹ và cho sạch. Thì cái hũ ớt sa tế của mọi người nó mới hấp dẫn được và cái màu nó lên. Nó lên là ăn thơm ngon cực đỉnh luôn. Nhà Thi Shopee Food với nào rất là đông luôn. Đó, cho nên sẵn quảng cáo rồi, sẵn nhà của Thi nói chung là lúc nào cũng đông hết trơn á. Với lại Shopee Food mọi người cũng thấy này, thấy không? Shopee Food, công ty nào, tất cả những thứ đều đến quán nhà Ti Thi á. Đó, đến quà nhà Ti Thi nha, mở cửa vào lúc từ 11:30 cho đến 22:00 tối. Bán chân gà xả tắc nè, bò viên, gỏi đu đủ, sa tế, mắm ruốc, da heo, cá khô đến từ Thái. Đó, trà tắc xanh, trà tắc đỏ. Bán nhiều món ăn luôn nha, trời ơi, tao nói sắp tới là nhiều món ăn dữ lắm luôn đó. Mọi người nhớ ủng hộ Ti Thi nha, lên Shopee Food mấy anh đẹp trai lắm nè. Mọi người ơi, sẵn tiện á, hôm nay á thì chứ cửa nhà Thi có cái anh này bán há cảo mỗi ngày. Mà anh Thi không biết nhà anh ở đâu đâu, anh đẩy trong này ra hoài vậy. Mà em thấy lúc nào anh cũng đẩy trong này ra hết trơn á. Nhà anh ở đâu vậy? Ở gần đây hả? Mà em để ý anh đẩy là giờ này là 5 giờ phải không? 5 giờ mỗi ngày. Ủa anh bán gần hết rồi hả? Còn nhiêu đây vậy? Còn có mấy viên vậy? Mua hết rồi hả? Thì anh hết hả? Còn nhiêu đây hả? Vậy em bán hết luôn đi, em mua hết cho anh luôn đi. Anh ngại. Anh ngại quá trời ngại luôn rồi. Thôi giờ múc cho em đi, anh hơi ngại. Cắn cầm cầm đập đầu con cá lóc, nấu canh chua bò ở cái dầm me. Bà vô đây tôi nói cho bà nghe, nói chuyện hôm qua bà ăn dụng cái nồi, cha chia ra hai hộp cho em được không? Đây là hai cái tủ mới nhà em nha mấy chị. Hai cái tủ mới em mới mua, cho nên giờ nó chẹt quá, cho nên em bán cái tủ cũ. Mọi người ơi, bây giờ thì đem cái tủ lạnh qua bên cái nhà của cái anh sửa tủ lạnh nè, để nhà ảnh nè. Thì bây giờ sửa thì nó hết 1,5 triệu. Thì Thi á, Thi tính bán 2 triệu nữa là 3,5 triệu. Thì tất cả anh chị em nào á, đây là nói giá thẳng cho mọi người luôn. Thì anh chị em có thể là trao đổi bên số Zalo cho em 0706768158. Thì nhà đối diện nhà em á, cái anh này là sửa tủ lạnh nè, sửa máy giặt nè, sửa tất cả những loại máy. Thì mọi người yên tâm đi, ở đây sửa rẻ lắm. Thì nói chung ra chòm sớm nhà Thi có cái gì Thi quảng cáo cho hết nha mọi người. Đây là, thì mọi người có thể là cái này là Thi thay gan cái là mọi người xài được à, xài ngon lành luôn nha. Mua về là mình để rau này, để đồ ăn này nọ, chỗ nó mát đã lắm mọi người ơi. Thi mua là 10 mấy triệu đó mọi người, mua mới á. Thì cho nên là Thi bán rẻ cho tất cả anh chị em nào có nhu cầu xài lại tủ cũ của Thi. Thì có thể là mình liên hệ bên số Zalo 0706768158. Bây giờ Thi sẽ quay về quán đây, anh chủ quán, anh chủ nhà. Có thể là anh chủ nhà sửa cho Thi giảm rẻ, Thi bán rẻ. Nhưng mà cái tủ này thì Thi bán rẻ rồi đó. Để sao, để sẵn quảng cáo cái người chồng sớm nhà Thi sửa máy móc này nọ luôn. Vì cái lúc mà Thi mở quán bán đó, Thi có làm cái thùng này nè để nướng thịt gà, nướng thịt bán. Mà Thi bán được có 3 ngày à, cái Thi nghỉ bán tại vì đông quá Thi làm không kịp. Thì cái này nói chung ra lao ra cái là mới ton luôn. Đó, cái này là Thi đặt nha, Thi đặt mới ton luôn. Thi mua giá 4 triệu nhưng mà nó có cái ống lên trên nữa nha. Thì cái này là bằng inox nha, inox nha mọi người nha, có xe đẩy đàng hoàng, có dĩ đàng hoàng luôn. Thì nhân dịp này thì Thi bán rẻ cho mọi người trao đổi qua số Zalo luôn 0706768158.
Mọi người ơi, thì sau đây em sẵn quảng cáo bán những cái đồ của em, mà cái đồ mà em mua về mà em không có xài á. Thì em cũng mới mua cái máy hút bụi. Còn cái bồn rửa chén này thì có hai cái, có chân luôn nha, có chân cao. Đó, có chân cao, có ống đầy đủ. Thì Thi bán giá rẻ cho mọi người, bán nguyên một cặp luôn nha, một cặp luôn nè. Cái bự, cái nhỏ nha mọi người, cái này là cái nhỏ, cái này là cái bự. Thì hai cái này nó có hai cái chân, hai cái kệ bự luôn. Giá rẻ thôi, nhắn tin qua đi bán cho chóng nhà, tại vì nhà Thi nhiều thứ đồ lắm nha. Còn ai muốn mua cái chuồng chó thì có bán cái chuồng chó luôn nè, chuồng chó nhà Thi nè, đó. Bán giá rẻ luôn, nhiều cũng bán cho, miễn sao là cho chóng hết cái nhà của Thi. Thì đồ nhiều quá nha mọi người nha. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em. Bây giờ Thi quay về, Thi sẽ bán đâm gỏi. Thì mỗi ngày công việc của Thi á, đâm gỏi thì anh chị em hỏi muốn biết đâm gỏi giống như Thi muốn đi học nghề, không cần đâu. Nè, tỏi với ớt với đường bột ngọt, đậu đũa vô, đâm sơ ngang, lấy cà chua để vô, nhớ nha. Nước chanh á, phải dắt cốt ra sẵn, đây nước cốt chanh. Đây là Thi đâm ra một cỗ được 5 phần thì hai giá. Với mắm nha, mắm mà Thi bán cho mọi người đó, ship các tỉnh đó. Đó, đậu đũa, ớt, chanh này nọ đâm trước rồi xong rồi để mắm vô. Rồi thêm một gò gai vô nữa thôi. Mọi người làm nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ không có nát được. Nhiều người hỏi tại sao mà Thi đâm gỏi sao mà nó không nát. Vì lý do là Thi chuyên nghiệp về đâm gỏi nè, mọi người thấy không đó. Thi đâm thấy đâm mạnh vậy đó, nhưng mà thật ra là Thi có cách nương chiều theo, cho nên là cái cọng đu đủ của Thi nó vẫn còn giòn. Mọi người nhìn này thấy không, nè nó giòn khấu luôn nè. Đó, đây là mới bào ra luôn nha mọi người nha, nè giòn khấu luôn đó. Thì cho nên là Thi bán chỉ một tiếng đồng hồ thôi phải hết 10 kg. Nếu mà 10 kg không hết một tiếng là sẽ đu đủ Thi giục bỏ, nó sẽ mềm mèo rồi đó. Thì mọi người ăn đu đủ bên Thi nó không mềm đâu nha, nó chỉ giòn đó. Đây thì Thi sẽ đâm như vậy. Còn cái sau cùng là Thi để vuốt vô, còn mọi người không để vuốt cũng được nha. Còn ba khía là không có đâm chung, những ai mà không ăn ba khía thì không, cũng không để chung đâu. Ba khía là để riêng ra nè. Ví dụ mà cái này hộp gỏi nha, Thi đông hỗn hợp rồi, thì ai muốn ăn ba khía Thi sẽ để ba khía lên đây một con đó, với lại hai con tôm đó. Còn nếu muốn ăn thập cẩm thì Thi sẽ thêm cá khô và ghẹ sữa lên nữa là 60.000. còn giống như vậy là 50.000, ăn được hai người. Thì tất cả anh chị em nào mà có mua mắm á, thì mắm nhà Thi có bán nha, một hũ giá 200.000 đây. Mắm Thi nấu trực tiếp, một hộp giá 200.000, ăn cốc, ăn xoài, trộn thập cẩm, hoặc là trộn gỏi tôm sống, mực sống, hoặc là giống như là mình ăn xoài ăn cốc này nọ đó, thì Thi có ship các tỉnh luôn nha, nhận dịch vụ ship các tỉnh. Rồi kế tiếp là đây là ớt sa tế Thi đã làm rồi bữa nay. Thì đây là Thi bán ship các tỉnh nha. Có thể là trao đổi giá qua số Zalo 0706768158, hoặc là lên Shopee Food vào ngày mai. Bây giờ mọi người muốn xem Thi làm tôm sống không? Ai muốn ăn tôm sống thì Thi bán một hộp giá 100.000 nha. Thì tôm sống thì trộn cách này. Tôm sống thì Thi sẽ đâm cho một phần là 10 trái ớt nha. Tôm sống, ai ăn tôm sống, còn muốn 5 trái ớt cũng được. Đó, Thi sẽ cho miếng bường một ngọt vô đâm. Nhớ đâm ớt với đường. Đâm ớt với đường vô chung nha, ớt á nha. Nhớ để ớt vô đâm. Giả ớt ra cho nhuyễn, rồi xong cho ớt vô thêm. Ớt cay, ớt chuông. Đó, vô chung với nhau. Thì Thi sẽ cho tôm sống, thì tôm sống Thi có để vô tủ lạnh sẵn nè mọi người đó. Thi sẽ làm sẵn đặt dưới gỗ hết, đó một phần tôm sống. Giá chỉ có 100.000 thôi. Tôm sống thì mọi người nhớ nha, cho chanh nhiều vô. Với lại nửa giá mắm của Thi. Đó, ớt, đường, đó, chanh, nước mắm, mắm của Thi. Rồi xong để tôm vô, rồi xong. Thành ra một món tôm sống thì Thi ai mua tôm sống giá 100.000 thì Thi sẽ cho một hộp như thế này. Đây. Đó. Thấy không? Đây là phần tôm sống 100.000 như thế này. Đó. Đây nha mọi người nha, 100.000 mua trên Shopee Food. Tại Shopee Food tìm kiếm Thi gọi là đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây Thi cảm ơn tất cả anh chị em đã yêu mến Thi. Cảm ơn tất cả anh chị em nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho Thi nha. Cảm ơn rất là nhiều. Coconut ha.